Gì vậy trời, cái cửa nó tự đập. Quýu quýu rồi nè, không biết có ai ghẹ không trời. Mô Phật nha, bữa nay con làm thử khách 24 giờ ở đây nha. Cơm ai nó ăn, nhà ai nó ở, làm ơn đừng có phá con, đừng có phá con nha. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Huỳnh Như đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video theo yêu cầu của các bạn đã yêu cầu mình rất là nhiều rồi. Hôm nay mình sẽ làm thử thách 24 giờ ở khu nhà trời này của mình. Ở đây á, là một cái thử thách mà mình lấy hết can đảm và dũng cảm của mình để làm cái thử thách này luôn. Hôm nay mình sẽ ở đây 24 giờ. Có thể trong 24 giờ này mình sẽ là ăn nè, ngủ nè, học nè và trò chuyện với các bạn trong 24 giờ này nha. Mình sẽ làm mọi cách để mà giết thời gian luôn các bạn ơi. Thật sự đây là một cái thử thách mà mình rất là đắn đo suy nghĩ luôn. Tại vì ở đây 24 giờ thì mình rất là lo sợ các bạn ơi. Nhưng mà không sao, hôm nay mình sẽ lấy hết dũng cảm của mình để làm cái thử thách này. Và sẽ trong những cái lúc mà mình cảm thấy sợ sệt nhất thì mình sẽ suy nghĩ một cái gì đó để nói chuyện với các bạn. Ok, không liên thuyên nữa, bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào cái khâu mà mình chuẩn bị đồ ăn và xem là mình chuẩn bị những gì để chiến đấu với cái thử thách 24 giờ ở nhà trời này nha. Let's go! Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã vô trong cái khu nhà trời của mình rồi. Giống như đây là ở ngoài trước hàm nhà, còn đó là ở trong nhà của mình vậy đó. Thì hôm nay mình đã chuẩn bị là những thứ mà để chút xíu nữa mình sẽ nấu ăn. Thì hôm nay mình muốn ăn lẩu tteokbokki các bạn ơi. Tại vì mình rất là thèm cay luôn. Khá là lâu rồi mình không có ăn cay. Với lại ăn trái cây thì mình sẽ ăn thanh long với lại dâu nha các bạn. Dạo này thì vào mùa dâu rồi cho nên là có rất là nhiều dâu ở ngoài vườn người ta luôn. Cho nên cái này là dâu của người ta, cha mẹ mình. Ở đây mình có chuẩn bị một cái đá thì không biết là có đủ 24 giờ ngày hôm nay không, hay là tối nay nó sẽ tan hết nha. Thì để ăn chung với tteokbokki thì đây là có xúc xích với lại chả cá. Đây là hai môn học mà ngày mai mình sẽ học, thì mình đem hai môn này ra đây trong thời gian rảnh thì mình sẽ học bài. Với lại ở đây có một cái mùng á, thì cái mùng này sẽ văng lên cái võng ngủ cho mũi nó không cắn nha các bạn. Thì ban ngày á là mình đã cảm thấy tạm ổn với ở nơi đây rồi, tại vì đây cũng khá là quen thuộc với mình, mỗi ngày mình đều quay clip ở đây. Thì không biết ban đêm thì nó sẽ như thế nào nha các bạn, tại vì buổi tối mình ít ở đây lắm, mình chỉ ở đây khoảng 1 tiếng hoặc 2 tiếng để mà quay video ăn khuya cho các bạn xem. Còn á, bình thường ban đêm mình đâu có dám bén mảng xuống đây một mình đâu. Hôm nay á, em mình nó đang quay cho mình, thì một chút xíu chiều nay nó có một cái cuộc hẹn đi câu cá bè ở đâu, ở trên bên gì cồn vậy hả Tiên? Thái Sơn. Nó đi câu cá bên đó rồi cho nên là tối nay sẽ không ai ở đây với mình hết các bạn ơi. Chút xíu nữa chiều chiều thì nó sẽ đi rồi. Bây giờ thì nó ở đây chơi với mình một chút xíu. Không lân thiên nữa, bây giờ mình sẽ review cho các bạn sơ sơ cái nhà chòi ở trong đây của mình nha. Đi vô đây ở đây nó có cái ổ điện thì tối nay mình sẽ sạc pin ở trong đây được. Đó, có một cái bóng đèn nè, ghim vô. Trong đây rất là sáng luôn các bạn ơi. Thì tối nay mình sẽ ngủ trên cái võng này nha. Đó, các bạn thấy sao? Chứ mình thấy rất là lo lắng luôn á, không biết là sẽ như thế nào nữa. Không gian trong nhà của mình thì chỉ có nhiêu đây thôi, chỉ có thiếu là bàn ghế với giường với tủ thôi các bạn ơi, thiếu có nhiêu đó hà. Chỉ gói gọn trong 4 mét vuông mà thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài để mà chuẩn bị nấu ăn nha. Khá là đói bụng rồi, từ sáng tới giờ á hả, mình chưa có ăn gì hết trơn á. Bây giờ mình sẽ đi nấu ăn nha các bạn. Thả ra, thả ra, thả ra, thả ra. What the hell? Bà làm gì vậy bà Như? Tao đang cắt bắp cải để nấu lẩu tteokbokki ăn trưa nè. Mà bà làm tới mấy giờ cho bà không nói ra cho mấy bạn nghe? Quên nữa mấy bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm thử thách 24 giờ là từ 10 giờ sáng hôm nay cho tới 10 giờ sáng ngày mai nha các bạn. Tại vì hôm nay là chủ nhật thì tối nay mình sẽ không có đi học, thì hôm nay mình mới làm được cái thử thách này nha. Đúng không Caraman? Tối nay tôi dặn mẹ khóa cửa nhà trên ha. Nè, tối nay ngủ. Cây lá thì nó xèo xẹt xèo xẹt xèo xẹt. Cái thằng này nó cứ nhét mình không ta. Ngoài sợ không? Sợ tao không sợ ba. Sợ tao không sợ ba. Sợ dữ không? Sợ quá quá. Thì tối nay tao sống chết thì tao cũng phải ngủ ở đây hết trơn á. Sáng dậy cái quần ướt nhẹp cười xỉu. Cái quần ướt nhẹp cười xỉu. Quan trọng là tối nay có dám ngủ hay không á. Thì ngủ xong sáng dậy cái quần ướt nhẹp luôn. Làm gì ướt nhẹp? Sợ đái trong quần. Mày. Thôi đừng đi câu cá ở nhà đi Tiên. Thôi thôi, ta hứa hồi Tết tới giờ rồi. Thôi đừng đi. Thôi. Ở nhà đi. Ta làm thử thách một mình, tự nhiên tôi dưới đây bà làm chi? Sợ canh ma cho tao. Trời ơi, tôi còn sợ hơn bà. Sợ ma quá. Không sợ.
không sợ. Bây giờ mình sẽ lấy nước mưa để mà nấu nước sốt nha các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ nấu ăn ở đây nha. Đây tập của mình để bên này. Thì bây giờ mình sẽ nêm vô trong cái nồi tteokbokki của mình là một miếng đường với một miếng bột ngọt. Nói chung là mình nấu hơi bị xiền xiền đó nha. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cắt xương xương cái cây xúc xích này mình bỏ vô nha. Đó. Nói chung là ăn cái này thì mình rất là thích luôn. Tại vì nó cay cay, trời nắng ăn nó đổ mồ hôi ra nó đã các bạn ơi. Đó, một cây. Nói chung là ngày hôm nay mình ăn cái này rồi. Ai ăn? Nước nó văng. Nói chung là ngày hôm nay mình ăn cái này rồi á, mình cảm thấy rất là sướng cái miệng mình luôn. Nhưng mà các bạn biết không, sau đó khi mà mình đi vệ sinh nó mới đau khổ. Nói chung là ăn cay thì nó cũng có cái giá của nó các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ cho thêm mấy cái cá ba sa này vô nha các bạn. Còn ở đây là bắp. Còn đây mới là quan trọng nhất nè các bạn ơi. Đây mới là cái bánh gạo tteokbokki nè. Mình rất là thích ăn bánh gạo này luôn. Bình thường á là mình có thể làm được từ bánh chén, nhưng mà bánh chén nó ăn nó lại, bánh chén thì là bánh chén, còn bánh gạo tteokbokki là bánh gạo tteokbokki. Có thể là cách làm thì nhìn nó có thể tương đối giống nhau thôi, nhưng mà cái mùi vị này thì nó vẫn là béo hơn. Và đồng nghĩa với việc nó sẽ mập hơn. Đúng rồi, nó sẽ mập hơn rất là nhiều luôn. Ủa, bà làm gì nữa vậy? Bỏ phô mai vô cho nó béo. Ôi trời ơi, bà đủ béo chưa? Hơi béo béo. Ừ, hơi à, phải đủ mới chịu phải không? Đó nè, bỏ phô mai vô nè nha mấy bạn. Đó, bỏ ngay chỗ cái miếng tteokbokki ăn ngon nhất nách. Đó, thấy chưa, bữa nay thử thách 24 giờ ăn cái này là cực phê luôn các bạn ơi. Nói chung là mình thèm lâu lắm rồi, từ bữa làm tteokbokki từ tháng rồi tới giờ mình đâu có ăn đâu. Đi mình không có thời gian để mà ghé hàng quán đồ ăn luôn. Nói chung là mình cũng rất là ít bạn bè, cho nên là mình tự học và tự nấu ở nhà luôn. Đó, nó sôi rồi nè, mấy bạn nhìn có hấp dẫn không? Bây giờ thì mình chỉ cần thưởng thức nữa thôi. Xin mời các bạn hãy cùng ăn trưa chung với mình nha. Ăn xong cái này rồi chắc có thể là sẽ ngồi học bài hoặc là ngủ. Cái này nó cay, nó nọng bốc lên nè. Để giảm lửa nhỏ nhỏ xuống, vừa sôi vừa ăn nó mới ngon. Ơi, ở đây không có cái chén nào hết. Mình vừa lấy được cái gáo dừa. Nhưng mà cái gáo dừa này là cái gáo mà để mình hay múc nước á. Nó sạch lắm. Cho nên bây giờ mình sẽ lấy cái gáo dừa để mà múc ra ăn nha mấy bạn. Wow. Mình sẽ múc cái phần tteokbokki này trước nè. Đó. Hấp dẫn cực kỳ luôn mấy bạn ơi. Nè, nhìn nè. Ngon chưa? Đó, cái nước của nó kẹo lại nha. Đó, tteokbokki bây giờ nó nở ra rồi nè. Các bạn có thấy thèm không? Chứ mình là mình thèm lắm luôn rồi đó. Nhỏ lửa lại, nhỏ lửa lại. Đây. Hên quá không có nóng. Đói bụng quá, xin mời các bạn nha. Chắc bụng găng quá. Nước tteokbokki nó béo. Bởi vì lý do mà tại sao mình thích ăn tteokbokki là vậy á. Ngon. Chưa nắng mà ăn mà nó đổ mồ hôi thôi rồi. Giảm cân. Ngon. Gắp miếng chả cá ba sa ăn các bạn. Ơi nóng. Ngon lắm. Nhiều lúc mình có cái ý định giảm cân điên rồ lắm á. Các bạn biết sao không? Chưa nắng gì nè, các bạn mặc áo mưa vô thì nó sẽ hầm cơ thể, bạn sẽ đổ mồ hôi, xong rồi chạy bộ 10 vòng. Ngày nào ông làm vậy làm tháng là có thể sẽ ốm à. Mình vừa nghĩ ra, không biết là cái này nó có hiệu quả hay không. Để mình thí nghiệm xong rồi hả, mình sẽ chia sẻ lại với các bạn sau nha. Bắp nó ngon. Ngon cực kỳ. Ngọt. Nóng nóng giờ hỏi vô ăn.
Cắt cúc kia. Nó bà ăn mình bà đi bà ơi, bà ăn mà còn chét quá trời, ai chịu nổi. Ăn người ta ăn nhỏ nhẹ từ tốn thôi, ăn chép vậy. Biết người ta ăn cay không được còn làm gì. Em diễn tả hết cái sự ngon của nó. Chú quạo bà rồi đó. Để nói nó ngon một cái nha Tiên. Làm vậy cho nó hèm các bạn ơi, cho nó hèm ăn cay. Ăn cay gì mà không ăn cay được, quá dở. Ăn rồi chắc có thể lăn ra ngủ chứ không học bài quá. Quá ngon luôn. Xúc xích nè nha. Vô. Vô Tiên. Vô. Nói chung mà mình rất là thích ăn tteok bokki. Nó cay không? Hơi cay cay chứ có cay đâu. Có cay đâu. Thanh niên không ăn. Giờ thanh niên ăn. Rồi thanh niên cay. Rồi anh Niên uống nước. Anh Niên la. Cái mỏ đó kìa. Chân dù dù. Ăn hết cái nồi rồi bẻo ống thân. Vậy mà nãy nó nói nó cay, nó không ăn. Nó ăn có mấy miếng rồi cái mỏ nó cũng sưng dù rồi. Nó la làng la lửa mấy bạn. Bây giờ hai chị em mình ăn hết cái nồi này rồi nha. Mình sẽ đi ra ngoài để mà rửa sạch sẽ. Còn cái này thì mình sẽ để lên cho con he he của mình nó ăn. Khá là cay luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ sẽ đi ra rửa rồi uống nước xong rồi tỉnh táo rồi cay rồi phải không. Bắt đầu học bài nha. Tăng tốc học bài lên nha. Mình còn hai bài tập văn chưa viết nữa các bạn ơi. Với lại toán thì bây giờ mình đang học tới tích phân số phức á. Thì mình sẽ ôn tập lại. Có thể là tuần sau sẽ là một tuần auto kiểm tra một tiết với là 15 phút á. Tại vì mình học hết tháng này nữa là cuối tháng 6 mình sẽ thi học kỳ 2 rồi. Rồi mình sẽ chuẩn bị thi tốt nghiệp nữa. Cay quá. Cho nên là phải tăng tốc. Cho nên là phải tăng tốc các bạn ơi. Ok, tắt máy, bây giờ sẽ đi rửa nồi rồi nha. Ăn cho nhiều vô rồi mở nó lắp cái não rồi thi cho rớt luôn. Cái miệng mày thiệt chứ. Cái thằng này cái miệng nó thiệt chứ. Không tin tưởng chị mày được chưa? Cay á. Mở y chang lỗ đít heo. Cá chua kiến. Các bạn biết không, mình làm thử hết 24 giờ không phải là chỉ ở trong cái nhà chòi này. Mà mình ở trong nguyên cái khu nhà chòi này luôn. Nói chung là mình có thể tự do đi lại ở trong cái khu nhà chòi này. Tối thì mình ngủ ở đây giống như là mình thử khách ở một cái không gian riêng mới của mình thôi. Nếu như được thì từ đây về sau mình sẽ sống ở đây nha các bạn. Nhưng mà cái điều này có thể nó sẽ không xảy ra đâu. Nếu như mà đêm nay mình vượt qua thì cái điều đó có thể nó sẽ xảy ra trong tương lai. Bây giờ nãy nó ăn cay quá mà nó chưa no thì nó làm gì, nó lấy xúc xích chứ nó lấy cá viên của mình nó chiên nó ăn kìa các bạn thấy không, coi đó, coi chịu nổi không. Nè nhìn cũng hấp dẫn lắm chứ bộ, coi nó làm kìa nhìn cũng bài bản lắm chứ bộ. Cá bò viên xúc xích chiên ơi. 2.000 cây, 2.000 cây. 2.000 cây chắc lỗ quá. Cho bà sặc máu luôn. Wow bây giờ nó phình lên nhìn ngon quá ha. Cái xúc xích này là nó chín rồi nè. Thoải mái quá các bạn ơi. Bây giờ có nên đi học bài hay không ta? Hay là đi ngủ ta? Tiên ơi. Ơi. Mấy giờ rồi con? 2 giờ rưỡi má ơi. 2 giờ rưỡi rồi hả ta? 2 giờ rưỡi giờ là nên học bài hay là nên đi ngủ Tiên? Ai biết bà. Bây giờ thì nên học bài hay là ngủ chút xíu ta. Người ta thường nói á, các bạn căng da bụng thì đùng da mắt. Cho nên là mình sẽ quyết định là đi ngủ một xíu rồi mình sẽ dậy học bài nha. Trần Tiên nó làm gì ở ngoài, nó làm kệ nó đi. Bây giờ mình ăn không có nổi nữa rồi. Mình ăn nguyên một cái nồi tteokbokki rồi. Nó ăn có mấy cái phụ mình nè. Bây giờ nó ăn mấy cây cá viên chiên với hai cây xúc xích đó thì chắc có thể là nó sẽ no đó các bạn. Nè thấy không, nhà lá nè. Đó thì nằm ở trong nhà lá này thì ngủ nó rất là mát luôn các bạn ơi. Đó ở đây có một cái quạt máy nữa bên đó đó, thì nếu như mà muốn bắt quạt thì bắt, còn không bắt quạt thì thôi cũng đâu có gì đâu. Nếu ở ban ngày thì nó đâu có mũi đâu, ban đêm thì nó mới có mũi thôi. Ok sẽ nằm đây ngủ một chút xíu nha. Mình có đem một bộ đồ mình treo bên đó thì chiều nay mình sẽ tắm ở đây luôn nha các bạn. Ngủ thôi. Cánh hoa tàn bướm xinh
lên mền bóng mai sao nữa kìa. Có hôm qua đâu ngủ được đâu, tới 2-3 giờ sáng mới ngủ. Thì đây chính là cơ hội duy nhất để mà mình ngủ, tha hồ mà ngủ. Ăn thì ngủ, không mặc cũng ổn. Nói gì mày? Ai nói đâu. Thật. Ok, bây giờ thì mình sẽ học toán trước nha mấy bạn. Toán lớp 12 thì mình thấy nó tương đối là dễ hơn toán lớp 11 á. Chuẩn bị học qua tới bài số phức nè. Ok các bạn ơi, sau một thời gian làm miệt mài thì mình đã làm toán xong rồi nha. Bây giờ thì ăn dâu thôi các bạn ơi. Xin mời các bạn ăn dâu chung với mình nha. Nè. Dâu này chua chua, ngọt ngọt, có trái chua, có trái ngọt các bạn ơi. Chua ê cái răng luôn á. Cái cây dâu này thì trồng ở trên đất Tiền Giang luôn của... À, của hiếm ba bạn của mẹ mình cho mình. Cho mẹ mình đó. Chua chua, ngọt. Trời nắng ăn nó cũng được, cũng đỡ, đã khác các bạn ơi. Chua. Ngủ dậy rồi, tao nói tỉnh táo rồi, tao nói bắt đầu học bài, cảm thấy nó siêng, nó siêng năng hơn các bạn ơi. Bây giờ sẽ thanh long ra ăn. Đây, xin mời các bạn ăn chung với mình thanh long nha. Nói thiệt với các bạn là mình thì không thích ăn thanh long cho lắm, nhưng mà ăn thanh long thì nó rất là tốt, với lại ăn trái cây nhiều thì nó sẽ đẹp da, cho nên là mình cũng phải kiên trì để mà ăn. Thanh long này ngọt. Sau khi mà ăn xong một trái thanh long rồi, cảm giác nó rất là no luôn các bạn ơi, cái bụng của mình nè. Nói chung là sáng thì ăn lẩu tteokbokki, còn trưa thì ngủ xong rồi dậy học bài, xong rồi bây giờ ăn thanh long. Bây giờ thì đã chiều rồi, lắc qua lắc lại vài cái xong rồi đi tắm các bạn ơi. Sau khi học bài xong thì mình rất là thích nằm ở trên cái cây cầu này. Tại vì ở trên nó có gió nè, xong rồi ở dưới gió sông nó luồn lên nữa. Cảm giác nó massage cho mình đã lắm các bạn. Ở phía trước mình là một bầu trời màu xanh luôn, cực kỳ là mê ly. Ngồi đây rất là thú vị, có thể là hóng gió nè, có thể là nói chung là thoải mái lắm các bạn. Nhìn thấy mấy con rắn nó lội nữa, để mình quay cho mấy bạn xem nha. Nói chung là ở đây nguyên một ngày thật sự rất là chán luôn các bạn ơi. Không có wifi nè, không có gì hết trơn á. Nhờ là
là mình có đem tập sách xuống đây để mà học bài, chứ thôi là ở đây nguyên một ngày thật sự rất là chán luôn. Bây giờ là 6 giờ chiều rồi, mấy bạn vẫn còn thấy ánh nắng nè. Thì chút xíu nữa, khoảng mấy phút nữa thì nó sẽ hết thôi. Tại vì xung quanh vườn nhà mình thì cây cối rất là rậm rạp. Nếu như mà những chỗ nào mà trống á, thì có thể là 6 giờ mấy nó vẫn còn nắng, nhưng mà bây giờ nắng chút xíu vậy là nó hết, nó sẽ hết ngay thôi à. Bây giờ sẽ tranh thủ một chút xíu, mình sẽ lắc lư cho nó tan được, nhiều mỡ thì nó sẽ tan nha các bạn. Rồi á, mình sẽ đi nấu một cái gì đó ăn chiều, xong rồi sẽ đi tắm rửa và sẽ vô nhà chòi ở luôn ở trong đó nha. Buổi tối thì mình sẽ không dám ra ngoài đây đâu các bạn ơi. Hello các bạn yêu, bây giờ mình sẽ nấu buổi chiều đây các bạn ơi. Chiều nay thì mình sẽ ăn mì nha mấy bạn, không ăn tteokbokki nữa đâu. Đây, mình sẽ cho cái này vô cho nó ngọt nước. Mì gấu đỏ nha. Mới nghe tiếng động gì ngoài. Trời quá sôi rồi các bạn ơi. Ăn thôi ăn thôi. Ở thử thách 24 giờ này nó khá là buồn và cô đơn luôn các bạn ơi. Nói chung là ở trong nhà thì mình quen nhìn mặt mẹ mình rồi. Một ngày mà mình không thấy mặt mẹ mình thì mình cảm thấy rất là nhớ. Cay quá. Vẫn đó, vẫn còn một cái tia nắng chiếu vô nhà lá của mình đó các bạn thấy không. Ngon quá. Uống miếng nước các bạn ơi, khá là cay luôn. Sáng giờ còn được nhiêu đây nước đá này các bạn. Cay sặc sặc ho ho, nóng nóng gì ăn nó mới đã các bạn, đúng không? Nó thiệt, ngày xưa mình ghét nhất ăn cay trên đời luôn á. Mình có một con nhỏ bạn thân, nó lúc nào cũng ăn cay hết trơn, đi chúng nó không ăn được gì hết trơn á. Xong á, một lần á, mình ăn cái lẩu gì mà lẩu cá hồi á các bạn. Trời ơi, nó ngon thiệt sự luôn á. Mà nó không có cay lắm nha, nó hơi cay cay, mà nó ngon thiệt sự luôn á. Từ đó về sau mới tập ăn cay. Bây giờ biết ăn cá luôn, biết ăn cá hồi luôn, ngày xưa không biết ăn. Khá là cay luôn á mấy bạn ơi, bây giờ cái môi nó lại sưng nữa rồi. Các bạn thấy quyến rũ chưa? À, cái là đã luôn. Bây giờ còn ở đây mấy miếng nước à, với lại mấy trái bắp à. Thôi để đây đi. Đi ra ngoài hít thở không khí trong lành một cái xíu nha. Rồi sẽ tắm nha các bạn. Hôm nay khu du lịch nhà chòi của mình bây giờ buổi chiều cực kỳ mát mẻ luôn rồi. Đứng đây tắm là hòa mình với thiên nhiên luôn á. Trong xóm mình á, nói chung là người dân nhà thưa thưa, không mà không ở gần, cho nên á, bây giờ đứng ở đây mà tắm mà trần trụi với thiên nhiên luôn là không ai thấy luôn á. Đây, sẽ quay cho mọi người xem bộ đồ của tôi ở bên đó đó. Cái mỏ bây giờ nó sưng lên rồi nè. Ok, bây giờ sẽ đi ra ngoài chuẩn bị tắm nha. Hẹn gặp lại các bạn sau vài phút nữa. Ok. Các bạn thấy trời chiều thì có mát không? Mình đang tắm này nha. Đấy. À, mát quá các bạn ơi. Ở đây trần trụi với thiên nhiên thì còn hít quá luôn á. Wow. Mát. Đó mấy bạn ơi, bây giờ trời ngoài tối hui tối hù luôn rồi nè. Bây giờ mình sẽ rút vô trong nhà chòi nha. Đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì giờ chiều tối luôn rồi mấy bạn ơi. Đây, cái nồi này mình ăn hồi chiều nè, để mình để qua một bên nha. Ok, tối nay thì mình sẽ chỉ ở trong cái chòi này thôi, chứ mình cũng không dám đi đâu ra ngoài đâu các bạn ơi. Tắm rửa sạch sẽ rồi nhưng mà bây giờ nó vẫn nực các bạn ơi. Khá là mệt mỏi luôn.
Đó, cái chòi của mình đó. Ở bên đó thì có áo phao, rồi cái lồng, rồi lá dừa. Rồi bên này thì có những cái dụng cụ để mà mình nêm nấu bình thường thôi. Cũng cảm thấy hơi sợ sợ đó các bạn. Đó, mấy bạn có nghe mấy con bùn nhái, bùn tọt, quéo rồi kêu méo 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 không? Ghê ha. Khá lớn luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ đóng cửa lại nha mấy bạn. Đóng cửa lại luôn. Đó, tối nay mình ngủ thì mình sẽ để cái bóng đèn đó nha. Bây giờ thì còn sớm sớm thì mình sẽ đọc cái ngữ văn nha các bạn. Tại vì ngày mai sẽ có hai bài viết. Ngữ văn thì chương trình mình mới học xong tới cái bài gừng xà nu à các bạn ơi. Khá là còn rất là nhiều tiết luôn, nhưng mà phải dồn lại học trong vòng 4 tuần hay là 5 tuần gì đó thì sẽ thi đó. Cho nên là rất là nhiều bài luôn. Nhiều. Gì chó sủa dữ vậy ta? Mình đã đọc xong bài văn rồi mấy bạn ơi. Câu chuyện khá là hay và thú vị, đầy tính nhân đạo của anh chàng luôn. Bây giờ thì chắc sẽ là văn mùng ngủ quá hay sao ta. Chứ giờ làm gì giờ, mũi cắn quá rồi. Chắc là bây giờ mình sẽ văn mùng mà vô trong mùng á. Có gì á thì mình sẽ nói chuyện tiếp với mấy bạn nha. Để mình sẽ khui cái mùng này ra. Thì mình có hai bộ mùng thì mình đã tặng cho một người bạn của mình. Thì người bạn đó hiện tại sống và định cư luôn ở trên Đà Lạt rồi, không có về nữa. Cũng không có thời gian để mà gặp nhau. Nếu như mà có một dịp nào đó được á, thì mình sẽ lên thăm người bạn đó và sẽ giới thiệu cho các bạn nha. Thì cái đầu võng này mình phải luồn vô đây, không biết là mấy bạn có thấy không nữa. Thì mình sẽ làm tương tự giống như bên này. Cột sao kỳ vậy? Đây, nói chung là ngồi xuống như vậy, xong rồi chui vô trong cái võng. Chui vô trong cái võng xong rồi kéo dây kéo xuống. Đó, như vậy là mình đi ngủ đó các bạn. Nói chung nó rất là thoải mái luôn. Nó không có bị mũi cắn gì hết trơn á. Đó, hello, các bạn có thấy mình không? Hello. Hello. Rồi sao mở ra? Ok. Mở ra thì kéo cái dây kéo này lên. Hello các bạn. Đó, như vậy đó. Thì tối nay thì sẽ không sợ bị mũi cắn nữa nha các bạn. Thì có cái mùng này rồi thì nó rất là tiện lợi luôn. Có gì thì mình cứ kéo lại là xong à. Đó. Mình có nên suy nghĩ tới việc đi ngủ sớm hay không ta? Hay, rất tiếc là hồi sáng mình quên đem cái mền ha. Thôi kệ, vô đây nằm một chút xíu rồi. Có gì mình sẽ, chừng nào mình ngủ thì mình sẽ khép lại nha mấy bạn. Cái này cũng khá là tiện luôn á chứ bộ. Nếu mà mình muốn văng cao lên nữa thì mình cứ văng cao lên thôi. Mình nhớ là ở trong cái bộ mùng này mình có cái bộ đèn nữa các bạn. Mà mình bỏ đâu mất tiêu cái bộ đèn rồi. Thì cái bộ võng này với cái bộ mùng, với có một cái gói dính liền với cái mền luôn. Thì đó là cái một cái bộ mà để dành đi phượt của mình hồi xưa. Mà bây giờ mình chỉ còn cái này thôi à. Chỉ còn cái võng với cái mùng thôi à. Thì để đây làm thử thách 24 giờ cho các bạn coi cũng hay chứ bộ. Không biết là ở nhà có cái bạn nào có cái mùng này giống mình không ta. Ok các bạn ơi, nãy giờ xà quần thì bây giờ mình sẽ bắt đầu bước vào giấc ngủ nha các bạn. Mình cảm thấy bây giờ tinh thần của mình rất là phấn chấn luôn, mình rất là tự tin, không sợ sệt gì cả. Bây giờ ok, bây giờ đi ngủ thôi các bạn ơi, chúc các bạn ngủ ngon. Chui vô. Kéo lại.
đêm kiều, đêm kiều, đêm kiều, đến sáng mai. Vì em thẫn thờ nhớ đến ai. Sao anh cứ lang thang trong lòng em mãi thế này. Nằm võng thật sự khó ngủ ghê luôn á. Uống miếng nước nữa rồi ngủ coi. Vậy mà không hiểu sao thằng Tiên nó ngủ được hay ghê á. Em trai mình á, nó ngủ võng không à, nó không có ngủ giường các bạn ơi. Ngủ mày ngủ giấc dài á là nó ngủ võng không à. Ây da, ngủ mà nghe mũi nó kêu quánh lỗ tai mình luôn á. Ok. Cái gì vậy các bạn? Cái cửa nó rung hả? Má, cái vụ gì vậy trời? Các bạn thấy gì không? Hết, đó. Không lớn rồi còn kêu mẹ chứ giờ ở trong nhà mình cách âm mà đâu có nghe đâu các bạn. Liều mạng lại coi sao nha. Cái gì vậy trời? Cái cửa nó tự đập. Quýu quýu rồi nè, không biết có ai ghẹ không? Trời mô Phật nha, bữa nay con làm thử thách 24 giờ ở đây nha. Cơm ai nó ăn, nhà ai nó ở, làm ơn đừng có phá con, đừng có phá con nha. Hết rồi mấy bạn ơi. Hết rồi, không có đập nữa. Mấy bạn nghe cái gì rột rột, để mình thử liều mạng mở cái cửa ra coi sao nha. Đâu có ai đâu. Không có ai hết trơn. Cái gì trên nóc nhà vậy trời? Không có ai chơi mấy bạn ơi. Mấy sao ghê quá vậy, không lẽ đi lên kêu mẹ xuống chứ sợ quá ta. Ghê khá là ghê luôn các bạn ơi, bây giờ khuya rồi nè. Ui, ở đây có cọng dây. Cái gì vậy mấy, chắc thằng Tiên nó chơi mình quá. Để mình ra coi coi coi. Thấy rồi, nó ngồi trong đó rồi các bạn. Mày làm tao quýu quýu càng luôn á, quỷ nhỏ. Câu gì sớm? Bà nội cha mày vậy chứ. Mày biết giỡn quá ha. Vui mà. Quéo quéo trong, trong cái quần muốn đá vậy à. Thôi vô coi bà có đá không. Nội cha nó. Bữa nay cái ông đó vợ ông đẻ, ông chở ông vợ ông đi đẻ rồi. Đẻ mày, tao muốn đẻ ra luôn nè. Nay ông chạy ông nguyên đau bụng gì đó, cái ông chợ vợ ông đi khám nè. Là em giật mình húng hồn muốn dí luôn á ông nội ơi. Nè ông nội ơi, mày rảnh quá đó. Hello. Rảnh ghê luôn vậy. Sao mai bà luôn. Thôi về nha. Vậy đi. Về nha, chút mà đó giật giật thiệt á, cái cửa đập đập thiệt. Mày chứ tôi. Ai. Không phải tôi về rồi, giờ hết giỡn rồi. Giỡn trò bị lộ rồi. Tụ lao. Không giỡn nữa. Đang ngủ mày làm tao sợ. Có nãy tôi về tôi thấy bà ngủ nên tôi phá bà chơi á. Ừ. Ngủ thì ngủ như chết, ngủ hả họng luôn mấy bạn. Ghê. Đóng cửa lại các bạn ơi. Ngủ rồi nha, về á. Về đây. Về đi nha. Ờ. Chút có gì không biết đâu nha. Mày chứ mày, chút có gì tao cũng không thèm ra coi nữa mày. Ghê bà. Làm sợ quýu 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 càng luôn vậy mấy bạn ơi.
Ok mấy bạn ơi, bây giờ sẽ ngồi đây. Hết ngủ được luôn rồi. Quýu càng rồi, giờ hết chém ngủ rồi. Bây giờ sẽ ngồi đây để nói chuyện một chút xíu rồi ngủ tiếp nha. Thằng này làm sợ thiệt luôn quá trời. Cái gì? Nó về rồi mấy bạn ơi. Bây giờ sẽ ngồi đây để nói chuyện một chút xíu thì chắc là mình sẽ chưa kịp ra video Q&A để trả lời câu hỏi của tất cả các bạn. Mình đang chọn lọc ra câu hỏi. Với lại mình sẽ cố gắng là làm nhanh sớm để mà giải đáp thắc mắc cũng như là các bạn sẽ hiểu mình hơn. Và mình sẽ cố gắng làm xong sớm trong tuần sau. Nếu như mà xong sớm thì mình sẽ đăng lên cho các bạn để mà các bạn đón xem nha. Đến giờ mà tim vẫn còn đập bịch 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 bịch. Ghê quá mấy bạn ơi. Ok bây giờ thì chắc sẽ là ngủ thiệt đó mấy bạn. Bây giờ mà có dù cho có cái gì mà có ấy mình cũng không thèm ra coi đâu. Mình nằm im mình bất động luôn chứ mình cũng không thèm ra coi làm gì nữa mấy bạn ơi. Khá là sợ luôn, bây giờ nó đi về rồi. Đâu ba mày? Đâu ba mày? Sao giờ mày chưa về nữa? Thử coi bà dưới đây ổn không? Cha. Nãy tôi bảo bà giật cái mình luôn à. Ổn không? Ổn má ơi. Rồi, nhìn thái độ về chắc ổn rồi á. Rồi dưới nước đáy rồi. Bà cha. Dưới nước đáy rồi kìa mấy bạn ơi. Thôi về hẹn đó nha. Về đi. Ok. Về hẹn con đó nha. Ừ. Cái thằng này nó làm giật mình hoài luôn vậy á trời. Có con em giống như nó dễ bị bệnh tim thồng lắm á mấy cha. Bực ghê luôn, thằng này thiệt tình luôn á các bạn. Nãy nói tới đâu quên mất tiêu rồi. Ok quên mất tiêu rồi các bạn ơi. Thôi bây giờ thì sẽ đi ngủ thiệt luôn nha. Bây giờ có bất kỳ cái động tác gì mình cũng sẽ không gọi là nằm im bất động luôn, nằm ngủ trong cái mùi cái giỏng này luôn. Mình sẽ không có đi ra coi nữa đâu các bạn ơi. Em mình chắc nó sẽ về thiệt rồi đó các bạn. Ôi ơi, thấy bà ổn rồi. Thằng này nó nhây ghê luôn á. Dạ, thiệt đó nha. Ừ. Thiệt luôn á. Ừ. Nó nhây thật sự mấy bạn ơi. Bây giờ thì sẽ đi ngủ thiệt luôn. Bây giờ hả, dù cho nó có đập mình cũng sợ nữa. Mình đâu ấy đâu, mình đi nhờn rồi, quen nhờn rồi. Chúc các bạn ngủ ngon nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào sáng ngày mai. Love you, trái tim. Bây giờ sẽ đi ngủ thôi các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye. Chui vô. Chui vô cung điện. Đó. Có cái mền nữa là quá êm luôn. Hello mấy bạn nha, mình mới ngủ dậy đây. Trời không những sáng mà đã trưa luôn rồi mấy bạn ơi. Ôi ngủ một giấc thiệt là khủng khiếp. Ôi, bây giờ mình sẽ ngồi trước cửa nhà nè. Trời ơi tối qua ngủ nó ê mình các bạn ơi. Ở đó giờ mình đâu có ngủ võng đâu. Nói chung là nằm đủ kiểu tư thế hết trơn luôn á. Các bạn ơi, đêm qua thật sự là một cái đêm trăn trở của mình. Ngủ thì nó khá là đau lưng. Rồi quay qua quay lại, nói chung là mình ngủ giường quen rồi thì ngủ giọng nó rất là khó chịu luôn.
nó quay qua quay lại nó cũng tùm lum tà la, nhưng mà được cái là không có bị mũi cắn thôi, đó là cái thuận lợi cho mình. Còn ở ngoài thì gió lúc nào nó cũng đập vô trong cái nhà thì nó cũng xào xạc. Nói chung là mình tự trấn an cái tâm mình là được rồi, chứ nếu như mình càng sợ thì mình sẽ không có nằm ngủ được đâu. Đụng cái là mình quý quý rồi, đụng cái là mình quý quý rồi. Cho nên là cảm thấy tự tin lên rồi ngủ thôi các bạn ơi. Rồi cuối cùng ngủ một giấc tới gần 10 giờ luôn. Bây giờ là gần 10 giờ sáng rồi. Cái điện thoại mình mới coi nè, ở đây thì có ổ điện, mình sạc pin, điện thoại mình nó không bị hết pin. Ngồi nói chuyện với các bạn một chút xíu nữa là sẽ đủ giờ để mà kết thúc thử thách này luôn á. Bây giờ ở ngoài trời gió kìa, đã ghê không? Tới trưa, tới trưa trời, trưa trật rồi. Gái nữa gì ngủ tới 9-10 giờ. Mà thiệt sự là ngủ nó đau lưng thiệt. Rồi chút xíu về trên giường chảnh, rồi nằm xuống cái cho đã cái lưng mới được. Trời ơi, tôi ao ước nằm trên cái giường của tôi, rồi đắp cái mền có cái mùi của tôi. Rồi vậy nó mới đã, nó mới ngủ ngon chứ. Này ngủ cái mùng, cái giọng đau lưng gần chết luôn mấy bạn ơi. Quên nữa, bữa nay không có đánh răng, sáng nay không có đánh răng rồi. Không có đem cái kem đánh răng với bàn chải đánh răng xuống. Một chút xíu mới về chọn đánh răng các bạn ơi. Bây giờ miệng ke không mà cuối. Hôm nay á, mình đã thực hiện xong cái thử thách này rồi. Mình thấy cái thử thách này nó cũng không có gọi là khó khăn cho lắm. Giống như trí tưởng tượng của mình thì mình cảm thấy rất là sợ. Nhưng mà sau khi thực hiện hết cái thử thách này rồi thì mình cũng không có thấy sợ gì hết trơn các bạn ơi. Khi mà con người ta mệt á, nằm ở đâu cũng ngủ ngon được hết trơn á. Rồi mình cũng cố gắng như vậy thì mình sẽ vượt qua thôi. Ở gần mình có một cái nhà quan, thì mình đang dụ dỗ em trai của mình á, thì sẽ đi đến đó để mà khám phá, hoặc là qua đó để mà nấu ăn. Thì không biết là nó có chịu hay không. Nếu như mà nó chịu thì mình sẽ thực hiện một cái thử thách, đó chính là nấu ăn trong nhà quan hoặc là khám phá nhà quan ở đó nha các bạn. Nếu như các bạn nào thích thì đừng quên để lại cho mình một like và nhớ là nhấn cái chuông đăng ký để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ chắc là đã tới giờ rồi nè. Ok các bạn ơi, bây giờ là 10:01 thì mình sẽ kết thúc thử thách ở đây nha. Nếu như mà các bạn nào thích cái thử thách này á, thì đừng quên để lại cho mình một like. Và các bạn nào đã yêu cầu mình làm thử thách này rồi thì mình đã làm rồi nha. Nếu như mà các bạn có một cái thử thách nào muốn mình làm thì các bạn hãy để lại bình luận ở dưới nha. Còn bây giờ thì bye bye. Bye.